gì thì tôi nói chị Trang lấy thôi nha. Nha. Ở nhà buồn thì gọi chị Trang ra nha. Chơi chơi với con nha. Ok. Ok, nghe mẹ dặn chưa? Ở nhà mẹ nói chị Trang chơi với con rồi á. Với Mon đang ngủ nha. Nè, ngồi đây chơi thì mẹ đi việc một tí mẹ về. Bye bye mẹ đi. Hôn mẹ miếng nào. Hôn mẹ miếng, mẹ đi nè. Rồi, đây. Rồi, ở nhà nha. Goodbye. Chơi với cô Bi à? Đi, thế mình ra ngoài chơi nhá. Chị làm việc cũng xong rồi. Đi, mình đi ra ngoài chơi. Đi ra đây. Chơi với gấu bông này. À, sao hả? Cô bị đói hả? Đói hả? Thế vô trong kia, vô trong tủ lấy sữa chua ăn đi. Có sữa chua trong tủ á.
đi lấy được thịt chua rồi à? Mà chưa có thì với lại ngồi đây ăn thì khó nhỉ, để chị An đi lấy bạn ăn nhá. Thì ngồi đây. Ngồi đây đợi chị An nhá. Đây, ngồi đây cầm đợi. Goodbye. Mà cô Vy làm gì đấy? Chị An đang coi mà sao cô Vy lướt đi? Cô Vy không muốn coi à? Để yên chị An coi nào. Gì cô Vy?
buồn ngủ hả? Em buồn ngủ hả? Thế em lại nằm kia ngủ đi nhá, đắp chăn vào cho đỡ lạnh nhá. Ngủ đi. Bận giận như Trang nên là không muốn chuyện.